Chi bộ tổ dân phố 2 hiện có 108 đảng viên. Trong tháng 10, chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Thịnh, vận động công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024. Tại hội nghị, các đảng viên đã thảo luận một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ công tác trong tháng 11 về công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027, làm điểm của Đảng bộ phường Tân Thịnh, công tác lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu với đảng viên chi bộ tổ dân phố 2, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10 và năm 2024 của chi bộ, công tác tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ linh hoạt, hiệu quả. Nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng cao. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin trên mạng xã hội như hiện nay, đồng chí đề nghị chi bộ tổ dân phố 2 tăng cường vai trò của chi bộ đảng viên khi tham gia mạng xã hội, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân, tiếp nhận thông tin có chọn lọc để tuyên truyền định hướng cho thế hệ trẻ tại địa phương.